Xin chào tất cả các anh chị em tham gia vào chương trình huấn luyện đặc biệt của hệ thống S69, hệ thống đáng tham gia nhất Việt Nam. Mình là Huy Cường, đến từ quận Long Biên, thành phố Hà Nội, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi sâu hơn về sức mạnh của niềm tin vào tập đoàn mà chúng ta đang hợp tác. Chúng ta biết rồi tất cả thì con người sẽ quyết định tất cả. Và người ta nói là hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Và đặc biệt là trong cái ngành kinh doanh này, ngành kinh doanh theo mạng, thì chúng ta rất là cần những cái con người tài năng, những con người nhiệt huyết, những người tràn đầy sức sống, tràn đầy năng lượng và có những cái niềm đam mê cháy bỏng đối với cái công việc kinh doanh theo mạng và giàu lòng tốt để giúp đỡ rất là nhiều người cải thiện sức khỏe, giúp đỡ nhiều người thay đổi chất lượng cuộc sống. Vì vậy mà để thu hút được nhân tài thì chắc chắn là tập đoàn chúng ta nó phải có một cái gì nó khác biệt, nó phải có những cái chính sách gì đó để thu hút nhân tài, nó phải có những cái chính sách đặc biệt, khác biệt và vượt trội so với tất cả những cái tập đoàn khác đang có mặt trên thị trường Việt Nam. Và những cái sự khác biệt đó là gì, những cái chính sách đặc biệt đó là gì, và những cái sự khác biệt này và những cái chính sách này, tại sao các nhân tài, những con người thực sự đam mê kinh doanh theo mạng, những con người thực sự mong muốn tìm cho mình một cái cơ hội kinh doanh lớn, lâu dài, bền vững và trường tồn, thì tất cả những cái con người như vậy đều nên quan tâm đến tập đoàn Sức Khỏe Siberia. Bởi vì chỉ có tập đoàn Sức Khỏe Siberia nó mới có những cái sự khác biệt và nó mới có những cái sự vượt trội về lợi thế cạnh tranh và những chính sách để thu hút nhân tài. Và tối ngày hôm nay, nếu như các anh các chị chúng ta hiểu được một cách sâu sắc, chúng ta sẽ hiểu thấu được những cái sự khác biệt này. Và những cái sự khác biệt này làm sao nó đi vào trái tim của chúng ta và nó chảy trong máu của mỗi anh chị em tư vấn viên, nó chảy một cách cuồn cuộn để bằng trái tim của mình chúng ta mang lại cái sự khác biệt và vượt trội này đến cho những người đam mê kinh doanh theo mạng, những con người giàu lòng tốt, những con người muốn thay đổi chất lượng cuộc sống bằng cách đi giúp đỡ và thay đổi tư duy cũng như thay đổi chất lượng cuộc sống của người khác, thì chất lượng của cuộc sống của chúng ta cũng sẽ thay đổi. Thưa các anh chị và các bạn, vậy thì bảy cái sự khác biệt và vượt trội đặc biệt đó là gì? Mà những cái sự khác biệt và vượt trội này nó sẽ vượt xa tất cả những tập đoàn kinh doanh theo mạng hùng mạnh trên thế giới đang có mặt tại Việt Nam. Và chúng ta biết là sẽ không có một cái tập đoàn nào có những cái sự khác biệt và vượt trội nó tuyệt vời đến như vậy. Và khi chúng ta hiểu thấu những cái sự khác biệt và vượt trội này thì tôi tin là anh em sẽ có một cái niềm tin mạnh mẽ, một cái niềm tin mãnh liệt vào cái công cụ, vào cái phương tiện, vào cái tập đoàn mà chúng ta đang hợp tác, để chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng cái công cụ này, cùng nhau đi trên con thuyền này để chúng ta về đích. Có những anh em muốn có cái đích từ Hà Nội đến Đà Nẵng, chúng ta sẽ đến được Đà Nẵng. Có những anh em muốn cái đích của mình đưa đoàn quân của mình đến Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta cũng sẽ đến được Thành phố Hồ Chí Minh. Có những anh em muốn cái con thuyền của chúng ta đến Seoul của Hàn Quốc, hay là đến Tokyo của Nhật Bản, hay là đến New York, dù bất kỳ một cái đích nào thì chúng ta sẽ đến được hết. Bởi vì với những cái chính sách khác biệt và vượt trội, với những cái khả năng cạnh tranh, những cái lợi thế cạnh tranh vượt trội như vậy thì không gì là không thể. Và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ bảy cái sự khác biệt và vượt trội của tập đoàn Sức Khỏe Siberia tại Việt Nam là như thế nào, mà tại sao một nhà kinh doanh thương mại và tại sao một cái người mong muốn có một cái cơ hội kinh doanh tốt lại cần phải quan tâm. Thưa các anh các chị, cái điều đầu tiên đó là sản phẩm. Thì chúng ta vẫn nói với nhau, cái sản phẩm của chúng ta nó sử dụng cảm nhận rất là nhanh, cái quá trình chuyển hóa và cái quá trình đào thải cảm nhận rất là nhanh, và nó tạo ra những kết quả vô cùng kỳ diệu, ngoài sức tưởng tượng, và giá thì vô đối. Tức là giá thì nó không có đối thủ. Và chúng ta biết rồi, ngày hôm nay chúng ta biết là thực phẩm chức năng rất là tốt, và tất cả những tập đoàn mà có chữ International và sau 10 năm phát triển trên thương trường, trên thị trường quốc tế, thì chúng ta đều khẳng định là sản phẩm tốt. Nhưng mà tạo ra những kết quả thực sự kỳ diệu và ai sử dụng đều cảm nhận và có kết quả tốt thì không phải sản phẩm tập đoàn nào cũng làm được cái điều đó. Và điều đặc biệt nhất nữa là, và giá không có đối thủ thì chỉ có Siberia mới có những cái sản phẩm mà tuyệt vời nhất trên thế giới này, vô cùng khác biệt, vượt trội, nhưng giá lại không có đối thủ. Và các anh chị em chúng ta nhìn thấy một cái bộ ba thanh lọc, tôi lấy làm ví dụ, đây là một bộ sản phẩm huyền thoại của tập đoàn Sức Khỏe Siberia.
Chúng ta biết là bộ sản phẩm này nó mang trong mình những cái rất là nhiều những cái hoạt chất sinh học, và nó mang cho mình những cái hàm lượng chất xám của những nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới mà đang hợp tác với tập đoàn sức khỏe Seri. Và đây chính là sản phẩm mang tên và bản quyền của ông Petrovic ghi chép. Ông là giáo sư, là viện sĩ Viện Sinh thái Liên học Sinh thái học Liên bang Nga. Cái bộ ba thanh lọc này tại sao nó lại kỳ diệu, mà tại sao ai cũng cần? Và chúng ta nhìn thấy, chúng ta biết là ba loại sản phẩm này nó có 43 hoạt chất sinh học, đó là những cái chất chống oxy hóa, những cái chất có khả năng đào thải chất độc cực mạnh bên ngoài tế bào, bên ngoài màng tế bào và bên trong tế bào, hay còn gọi là gian bảo. Và cả ba cái lọ sản phẩm này mỗi lọ 60 viên. Nếu như ai mà đang ăn độc, uống độc, hít thở độc hàng ngày thì đương nhiên cần cái sản phẩm này, để nó giống như một cái người giúp việc cần mẫn hàng ngày lau chùi quét dọn từ bên trong ngôi nhà để cho chúng ta có ngôi nhà sạch đẹp. Thì những cái sản phẩm này nó cũng giống như những cái người quét dọn đó, nó lau chùi quét dọn ở bên trong tế bào để cho từng tế bào của chúng ta khỏe, từng tế bào của chúng ta trẻ, từng tế bào của chúng ta sạch. Thì chắc chắn là cái nguy cơ mắc những cái bệnh mãn tính không lây ngày một gia tăng thì chúng ta sẽ ngăn chặn được một cách tối đa. Và chúng ta biết, chúng ta nhìn thấy cái giá 544.500 đồng ba lọ sản phẩm, thực sự đây là một cái giá vô đối, đúng không ạ? Nhưng mà điều tuyệt vời hơn là với cái giá này thì với là một tư vấn viên, chúng ta lại còn được giảm 25%, có nghĩa là thực sự ba cái lọ sản phẩm này nó chỉ có 423.000 đồng. Và nếu như một quý vị nào đó tìm được một cái bộ sản phẩm có tính năng tác dụng tương tự, có cái công năng, có cái hiệu quả tương tự như bộ ba thanh lọc này mà với cái giá này, thì tôi sẵn sàng mua 100 bộ ngay lập tức. Đấy, thế chúng ta thấy đây là những cái sản phẩm mà giá nó vô đối, và còn rất là nhiều những cái sản phẩm khác mà chúng ta hãy tìm hiểu một cách nghiêm túc để chúng ta hiểu được cái thế mạnh này, để chúng ta đi giúp bản thân mình và giúp rất là nhiều người. Cái điều thứ hai, chúng ta có một cái thị trường trong nước và thị trường châu Á gần như là còn nguyên vẹn. Tập đoàn Sức khỏe Seri bước vào Việt Nam từ cuối năm 2013 và cuộc chơi thực sự bắt đầu là ngay lúc này, ngay thời điểm này, khi mà chúng ta đang chia sẻ với nhau, khi mà chúng ta đang nói chuyện với nhau về cái sự khác biệt và vượt trội này, thì ngay ngay lúc này và ngay thời điểm này thì cuộc chơi mới thực sự bắt đầu. Bởi vì trong hơn một năm qua, từ ngày tôi bắt đầu từ mùng 1 tháng 8 năm 2014 cùng với người đỡ đầu của tôi, thì chúng tôi đã xây dựng được những cái nền tảng, chúng tôi đã tạo ra rất nhiều câu chuyện kết quả sử dụng sản phẩm, chúng tôi đã tạo ra những cái câu chuyện thành công về kết quả kinh doanh. Và ngày hôm nay chúng ta chính thức tuyên bố Siberi thực sự bắt đầu tại Việt Nam, để chúng ta sẽ có những cái bước bứt phá và bước tăng trưởng vượt bậc vào năm nay 2016 như cái mục tiêu kế hoạch của chúng ta. Đấy là một năm bùng nổ của Siberi tại Việt Nam. Vậy thì tại sao một nhà kinh doanh theo mạng nên quan tâm đến Siberi? Chúng ta biết rồi, thị trường trong nước chúng ta gần như còn nguyên, đúng không ạ? Từ Bắc vào Nam, và không ai không cần cái sản phẩm này, và phần lớn mọi người cần và đều có khả năng chi trả, dùng thường xuyên liên tục được. Chính vì vậy mà cái thị trường của chúng ta vô cùng lớn. Và cái thứ hai là nó khác biệt hoàn toàn với những các cái tập đoàn khác, là thị trường châu Á chúng ta còn nguyên. Ấn Độ Siberi mới bước vào từ cuối năm 2014, nhưng ngày hôm nay thị trường Ấn Độ vẫn cũng giống như Việt Nam. Thị trường Ấn Độ ngày hôm nay nó cũng giống như thị trường Việt Nam, nó còn nguyên. Và chúng ta biết là Ấn Độ có bao nhiêu tỷ dân ạ? Có trên 1 tỷ dân. Phải không ạ? Thế còn thị trường các nước khác như Campuchia, như Indonesia, như Nhật Bản, như Hàn Quốc, như Philippines và rất nhiều những cái thị trường khác. Thị trường Trung Quốc hơn 1 tỷ dân vẫn còn nguyên. Và đây là một cái tiềm năng vô hạn cho những con người thực sự có khát vọng, thực sự có ước mơ chinh phục vươn ra toàn thế giới. Và ngày hôm nay chúng ta biết rồi, chúng ta thế giới toàn cầu hóa, thế giới phẳng, thu nhỏ, và ngay lúc này bất kỳ bạn ngồi nơi đâu, bạn ngồi ở bất kỳ một không gian nào, một vị trí nào mà có kết nối internet, bạn có thể giao lưu, bạn có thể phát triển cái công việc kinh doanh của mình toàn cầu, và đấy là một cái sự thuận lợi. Và vì vậy nó khác biệt với hoàn toàn các cái tập đoàn khác. Những cái tập đoàn khác là họ chọn Việt Nam là cái điểm dừng gần như cuối cùng. Và nếu như chúng ta bước sang các cái thị trường khác mà người ta đã phát triển hàng chục năm rồi, hàng 20 năm rồi, thì cái cơ hội chiếm lĩnh thị trường và cái cơ hội thành công lớn là tôi tin chắc là không có. Chúng ta vẫn có thể kiếm được tiền, nhưng để tạo ra được những cái sự thành công lớn thì không thể. Ví dụ như chúng ta, cái tập đoàn nào đó nó bước vào
Trung Quốc từ năm 1994, nó bước vào Malaysia từ Thái Lan từ đầu những năm 90, mà bây giờ chúng ta bước sang đấy để chúng ta kinh doanh thì rất khó để có thể thành công lớn được. Và Siberia nó khác biệt hoàn toàn. Và Siberia nó khác biệt hoàn toàn ở chính là cái điểm này. Bởi vì sao? Tại sao mà chúng ta cứ phải tại sao mà kinh doanh theo mạng ở Việt Nam nó cứ phải vào từ Thái Lan, nó cứ phải vào từ Malaysia, nó cứ phải vào từ Trung Quốc, nó cứ phải vào từ Nhật Bản, nó cứ phải vào từ Cộng hòa Séc, hay nó cứ phải vào từ từ Mỹ, mà tại sao chúng ta không suy nghĩ ngược lại? Đó là chúng ta tạo ra một cái đội ngũ, chúng ta đào tạo huấn luyện ra một cái đội ngũ những nhà kinh doanh thực sự tài năng, thực sự tâm huyết, thực sự có trí tuệ và thực sự thành công lớn tại cái thị trường Việt Nam của chúng ta, để chúng ta tiến ra châu Á. Và tôi tin chắc là đội ngũ chúng ta hoàn toàn làm được cái điều đó. Thì đây là cái lý do thứ hai, mà cái lý do đây là một cái sự khác biệt rất lớn, khác biệt hoàn toàn với tất cả những cái tập đoàn khác, tập đoàn khổng lồ khác đang có mặt tại thị trường Việt Nam. Cái điều thứ ba, và đây cũng là một cái chính sách mà rất là nhiều những cái nhân tài, những cái nhà kinh doanh theo mạng cần phải quan tâm. Bởi vì sao? Bởi vì đã nói đến kinh doanh là phải nói đến chi phí và lợi nhuận, và nói đến kinh doanh là phải nói đến những cái chính sách phân chia lợi nhuận để làm sao để có lợi nhuận để chúng ta phát triển thị trường. CBRI nó có một cái sự khác biệt với những cái tập đoàn kinh doanh theo mạng khác, đó là nó không có sự thương mại trong thương mại, có nghĩa là chúng ta sẽ hạn chế tối đa cái việc kinh doanh, chúng ta kinh doanh kiếm tiền của tư vấn viên. Có rất nhiều những cái tập đoàn họ ngày hôm nay họ đang kiếm tiền kinh doanh thương mại trong thương mại, có nghĩa là kiếm tiền từ nhà phân phối của mình, đó là kinh doanh sự kiện, cho họ bán vé đi hội thảo, bán vé đi đào tạo rất là cao, tức là nó vượt xa với lại cái chi phí họ bỏ ra để họ họ tổ chức cái sự kiện đó. Thì như vậy nó gọi là thương mại trong thương mại. Thì Siberia chúng ta hoàn toàn khác. Đối với những cái sự kiện quốc tế của tập đoàn sức khỏe Siberia tại Việt Nam thì tập đoàn hỗ trợ rất là nhiều, và mỗi tư vấn viên thậm chí chỉ có khoảng độ 200.000 hay là 270.000. Nhưng mà những cái tập đoàn khác cái chi phí để vào cửa nó lên tới hàng triệu đồng, 2 triệu, 3 triệu đồng. Như vậy là người ta đang kinh doanh của chính các nhà phân phối của mình, và điều đó thì nó không có tốt. Nhưng với Siberia thì khác hoàn toàn. Hay là chúng ta ở các cái thị trường, làm nào để chúng ta có tiền để chúng ta đầu tư, để chúng ta tái đầu tư phát triển các cái thị trường cách Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bán kính 100 km, thì chúng ta có một cái chính sách, đó là phát triển cái trung tâm thông tin và cái đội ngũ, cái đội nhóm lãnh đạo đứng đầu cái trung tâm thông tin đó. Chúng ta sẽ có 10% doanh số thị trường ngoài sơ đồ trả thưởng, và ngoài bên ngoài sơ đồ trả thưởng và bên ngoài những cái chính sách khác, để chúng ta có cái tiền để chúng ta đầu tư cho tổ chức hội thảo hay tổ chức huấn luyện đào tạo, hay là khi mà doanh số nó lớn thì chúng ta có tiền để chúng ta tổ chức những cái sự kiện để gắn kết, để gắn bó, giống như ngày 8 tháng 3 sắp tới này, giống như ngày 20 tháng 10, giống như ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, giống như những ngày chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, vân vân. Thì đây là một cái điều rất là tuyệt vời. Và không có một cái tập đoàn khác nào họ lại có một cái tấm lòng của chủ tịch nó lại tuyệt vời như vậy, lại dành cho tất cả anh em chúng ta. Và cái hình ảnh các anh chị em chúng ta đây chính là trung tâm thông tin ở Ninh Bình, và người đứng đầu trung tâm thông tin này chính là bác sĩ Phạm Tiến Huynh, một người rất là tài năng, một người rất là đẹp trai, sinh năm 73 nhưng mà nhìn như sinh năm 83, rất là tuyệt vời. Và hiện nay anh đang có một cái đội ngũ kinh doanh, anh Huynh cùng chị Phương, một cặp hợp đồng gia đình đang có một đội ngũ rất là tuyệt vời. Và cái mô hình trung tâm thông tin này trong một thời gian nhanh nhất, ngắn nhất tôi tin là trong vòng 2 tháng tới thì anh sẽ nhân cái mô hình này ra ít nhất là 5 trung tâm thông tin tại Thái Nguyên, tại Thanh Hóa, tại Hải Phòng, tại Ninh Bình. Tại Ninh Bình thì đương nhiên rồi, tại Thái Bình và tại Nam Định, vân vân. Vậy thì khi để thu hút nhân tài, các anh các chị chú ý tập trung vào cái chính sách này. Và đương nhiên rồi, cũng không phải là ai cũng mong muốn mở trung tâm thông tin cũng được. Và một cái điều tuyệt vời là hệ thống của chúng ta, hiện nay hệ thống của chúng ta đang có sức ảnh hưởng rất lớn với công ty, và chúng ta có thể đề xuất, chúng ta có thể bàn thảo để chúng ta cho phép, để chúng ta cho phép những các cái tư vấn viên tuyệt vời ở các cái tỉnh mà cách bán kính Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh 100 km, chúng ta thành lập những cái trung tâm thông tin như thế này. Thì đấy là một cái chính sách thứ ba mà không có một tập đoàn kinh doanh theo mạng nào khác,
ở Việt Nam mà họ có cái chính sách này, và đây là một cái sự rất là tuyệt vời. Chính sách thứ tư, đây là cái dự án xe hơi, dự án quỹ thưởng xe hơi. Không có một nhà kinh doanh theo mạng nào mà họ lại không cần đi xe hơi, tôi tin chắc điều đó, phải không ạ? Bởi vì chúng ta biết này, là một nhà kinh doanh theo mạng thì đương nhiên không chỉ có thị trường ở một chỗ mà chúng ta sẽ thường xuyên di chuyển, mà chúng ta di chuyển đi, ví dụ như bản thân chúng tôi di chuyển đi Thái Nguyên, chúng tôi di chuyển đi Thanh Hóa, di chuyển đi Ninh Bình, di chuyển xuống Quảng Ninh, vân vân, thì chắc chắn là một thủ lĩnh kinh doanh theo mạng cần xe hơi. Và nếu mà chúng ta đi xe đò thì nó cũng được, nhưng mà nó không có chủ động. Đặc biệt là từ khi mà chúng tôi chiến thắng chương trình cái dự án xe hơi này thì thị trường tỉnh chúng tôi bắt đầu phát triển. Bởi vì sao? Bởi vì chủ tịch tập đoàn đặc biệt quan tâm, đặc biệt lo lắng cho sức khỏe của các nhà kinh doanh theo mạng chuyên nghiệp của tập đoàn sức khỏe Siberia, và chủ tịch tập đoàn muốn dành cái tình cảm của mình, dành cái sự phân chia lợi nhuận của mình thông qua cái dự án xe hơi này để giúp những nhà kinh doanh theo mạng một cách nghiêm túc, những người làm việc một cách chuyên nghiệp mong muốn tiến lên sẽ có những cái chiếc xe hơi hết sức là tuyệt vời. Nó không chỉ giới hạn là Kia Rio, thậm chí chúng ta cũng có thể mua những cái xe như là Corolla hay là những cái Fortuner 7 chỗ hay Nissan vân vân. Thì đây là một cái sự khác biệt và vượt trội. Và tôi cũng thấy có, tôi quan sát trên thị trường Việt Nam cũng có một cái tập đoàn họ cũng có cái dự án xe hơi, nhưng thú thực với các anh các chị là để thực sự nhận được cái xe hơi đó thì toát mồ hôi, và tôi không biết là có thực sự có cái tiền thưởng để thưởng cho cái, để trả cho cái xe hơi đó hay không thì tôi không có dám chắc. Nhưng mà xe hơi của chúng ta, bởi vì chúng ta xây dựng hệ thống mạng lưới của chúng ta là một cái hệ thống vận hành thực sự, một cái hệ thống người tiêu dùng có tái tiêu dùng một cách thực sự, cho nên nó có tăng trưởng, nó có sự tăng trưởng về mặt doanh số, nó có sự tăng trưởng về mặt hệ thống những tư vấn viên. Vì vậy là chúng ta có tiền để chúng ta trả, có những cái bonus để chúng ta trả cho cái xe hơi, thì như vậy nó mới gọi là quỹ thưởng xe hơi. Và chúng ta biết rồi, trong 6 năm qua trên thế giới, trên 25 quốc gia thì đã có, trước khi 4 chiếc xe hơi nó về Việt Nam, về với đội ngũ của chúng ta, thì đã có 333 chiếc xe hơi được trao cho các tư vấn viên của mình. Và ngày hôm nay tại Việt Nam chúng ta tự hào nói rằng tập đoàn sức khỏe Siberia, công ty trách nhiệm hữu hạn Siberia Health quốc tế Việt Nam có một cái chương trình dự án xe hơi. Đây là hiện thực và nó không còn phải là xa vời nữa. Và khi mà chúng ta nói chuyện với lại những cái nhân tài mà chúng ta muốn chia sẻ, mà chúng ta muốn mong muốn họ về đầu quân cùng với tập đoàn sức khỏe Siberia, thì đây là một cái chính sách mà họ không thể không bỏ qua. Bởi vì sao? Bởi vì nó là một cái chính sách rất là tuyệt vời, đúng không các anh các chị? Và các anh các chị đồng ý với tôi là trong tất cả các anh các chị đang tham dự cái chương trình webinar này, không có anh chị nào là không muốn mình sở hữu thêm chiếc xe Kia Rio nếu như mình đã có rồi, phải không ạ? Đây là một cái sự khác biệt thứ tư, một cái sự khác biệt vô cùng lớn và vô cùng vượt trội. Bởi vì chúng ta biết rồi, không có một cái tập, tôi đố quý vị tìm được một cái tập đoàn nào trên thế giới này mà trong 6 năm họ thưởng cho các cái đối tác của mình 337 chiếc xe hơi, chắc chắn là không có, đúng không ạ? Và cũng các anh các chị thử tìm xem trên cái thị trường Việt Nam này xem có một cái tập đoàn nào mà chỉ trong vòng 1 năm mà thưởng cho các cái đối tác của mình 4 chiếc xe hơi trị giá 670 triệu. Tôi tin là cũng không có. Vì vậy mà chúng ta cần tự hào để nói với tất cả mọi người rằng Siberia nó thực sự khác biệt, và chính sách của Siberia nó thực sự là chính sách ưu đãi và thu hút nhân tài. Nhưng không dừng lại ở đó, cái chính sách này mới là cái chính sách đặc biệt mà không có một cái tập đoàn nào khác trên thế giới này có được. Đấy là chính sách thưởng danh hiệu. Chúng ta biết là chúng ta khi mà chúng ta mở và khóa những cái danh hiệu lớn, không những chúng ta có một cái hệ thống người tiêu dùng nó bền vững, một cái hệ thống người tiêu dùng nó thường xuyên tái tiêu dùng, mà chúng ta còn được nhận thưởng những cái phần thưởng hết sức là đặc biệt. Ví dụ như thưởng chiếc xe Mercedes-Benz. Chúng ta đặt một câu hỏi là có một cái tập đoàn nào trên thế giới này, kể cả những công ty hùng mạnh nhất trên thế giới này về kinh doanh theo mạng, mà trong 6 năm qua thưởng cho các cái đối tác của mình thưởng miễn phí 100% 61 chiếc xe Mercedes-Benz đỏ. Tôi tin chắc là không có một cái tập đoàn nào. Với cái sự hiểu biết của tôi thì ngày hôm nay tôi chưa thấy có một cái tập đoàn nào tặng cho các tư vấn viên của mình 61 chiếc xe Mercedes-Benz trong vòng 6 năm.
Và đây là một cái sự khác biệt, và đây là một cái sự vượt trội. Và đương nhiên rồi, ai đó nói là không cần xe hơi hay không cần Mercedes-Benz thì đấy là một cái sự nguy biện, phải không anh, các anh, các chị? Cho nên và Mercedes-Benz nó là một cái thương hiệu xe ô tô thực sự đẳng cấp, một cái phong cách sống thực sự đẳng cấp. Và đương nhiên nó cực kỳ an toàn, nó an toàn hơn chiếc Kia Rio rất nhiều, nó an toàn hơn những chiếc xe hơi khác rất nhiều. Và chắc chắn một điều là trong tương lai không xa, ngay cuối năm nay thôi, chúng ta sẽ đưa về Việt Nam 3 chiếc xe Mercedes-Benz đỏ chạy trên đường phố Hà Nội, Đà Nẵng và Sài Gòn. Và không biết là các anh các chị đang tham dự cái chương trình huấn luyện qua webinar ngày hôm nay, anh chị nào ra một cái quyết định sở hữu một chiếc xe Mercedes-Benz đỏ như vậy thì tôi không biết, nhưng tôi tin chắc là nó sẽ về với chúng ta. Thì chúng ta thấy không ạ? Làm gì có cái tập đoàn nào có một cái chính sách tuyệt vời như vậy? Làm gì có một cái tập đoàn nào mà trong vòng 6 năm thưởng cho các đối tác của mình 61 chiếc xe Mercedes-Benz đỏ? Vì vậy, khi mà nói chuyện với tất cả những cái đối tác, những ứng viên tiềm năng, những con người thực sự mong muốn có một cơ hội tốt, bền vững, thì chúng ta cần phải chia sẻ về cái điều tuyệt vời này. Hoặc là 12 chuyến du lịch vòng quanh thế giới khi mà khóa danh hiệu thủ lĩnh vàng quốc gia. Và đương nhiên, chủ tịch tập đoàn không phải đưa ra để đánh đố. Đã có nhiều người đạt được, đã có những người đi hết sơ đồ kinh doanh, cho nên nó không có cái sự đánh đố ở đây. Có nghĩa là đưa sơ đồ trả thưởng để giúp các tư vấn viên của mình đạt được, chứ không phải là có sự đánh đố. Và chúng ta biết rồi, 12 chuyến du lịch vòng quanh thế giới trị giá là 1 tỷ 750 triệu đồng. Chúng ta rất, nếu mà trong vòng 2 năm, trong vòng 3 năm, trong vòng 4 năm hoặc trong vòng 5 năm chúng ta chiến thắng, chúng ta khóa cái danh hiệu thủ lĩnh vàng quốc gia, và chúng ta đưa vợ mình, đưa con mình, đưa chồng mình, đưa bố mẹ của mình đi du lịch cùng với chúng ta vòng quanh thế giới thì không có gì là tuyệt vời hơn, phải không các anh các chị? Và đây là một cái chương trình đặc biệt, một cái chính sách thực sự đặc biệt và khác biệt, nó không có một cái tập đoàn nào khác có. Nếu các anh các chị thực sự đã đi du lịch rất là nhiều rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái tiền này, chúng ta có thể lấy tiền mặt, lấy cái tiền thưởng vào cái tài khoản ngân hàng cho chúng ta, và đó là hoàn toàn phụ thuộc vào tất cả các anh các chị. Tiếp theo, cái thưởng danh hiệu tiếp theo, mà đây là một cái điều thực sự tuyệt vời. Chúng ta có 4 tỷ để mua bất động sản. Các anh các chị, nếu ai đó có ước mơ một cái biệt thự ở Đà Nẵng, một cái biệt thự ở Nha Trang, thì với 4 tỷ đồng tôi tin là với ở Nha Trang và Đà Nẵng hoàn toàn chúng ta có thể mua được, bởi vì ngày hôm nay cái bất động sản ở trong đó nó rất là hợp lý, phải không các anh các chị? Khi chúng ta khóa danh hiệu thủ lĩnh quốc tế, tức là 1 tháng mở và 1 tháng đóng, thì chúng ta sẽ có 4 tỷ đồng để chúng ta mua bất động sản. Và đã có các tư vấn viên xuất sắc tuyệt vời của tập đoàn sức khỏe Sebri, họ đã chiến thắng những chương trình này. Và cuối cùng, đấy là cái thưởng danh hiệu vô cùng đặc biệt mà không ai không muốn. Đấy là một cái ngôi biệt thự thực sự tuyệt vời, thực sự đẹp ở bờ biển Hy Lạp. Chúng ta biết là chủ tịch tập đoàn bà Tatiana Gorokhovskaya, bà đã đầu tư mua một cái khu du lịch sinh thái gồm 15 chiếc biệt thự ở bên một, ở một cái triền đồi rất là tuyệt vời ở Hy Lạp, và đi bộ một đoạn xuống, sẽ xuống biển để tắm. Và trên hình ảnh là các chị thấy hai thủ lĩnh quốc gia, người đỡ đầu của chúng ta, tôi, anh Phạm Hữu Minh là tầng 1 của chị Olga Kim, và anh Anthony và tôi là tầng 2. Thì anh Anthony và chị Olga Kim đã tham dự cái chương trình năm 2011, thì chủ tịch tập đoàn đã trao tặng cái ngôi biệt thự bên bờ biển Hy Lạp này cho thủ lĩnh quốc tế Natalia Rovenskaya. Và khi mà trao chiếc biệt thự này thì tất cả các cái thủ lĩnh quốc gia trên khắp thế giới được mời tham dự cái lễ trao biệt thự này. Và các anh các chị cứ hình dung là một ngày đẹp trời nào đó, các anh các chị cũng mặc một cái bộ đồ trắng muốt rất là đẹp như này, hoặc là chúng ta mặc màu đỏ, màu gì thì tùy các anh các chị, và vợ chồng chủ tịch sẽ trao chìa khóa ngôi biệt thự cho chúng ta. Và cái câu chuyện mà khi chị Natalia Rovenskaya nhận ngôi biệt thự này và chị Olga Kim chị kể lại cho tôi nghe thì tôi thấy nó vô cùng tuyệt vời. Chị Olga Kim chị kể là chị tưởng là chỉ có cái vỏ ngôi nhà biệt thự đó thôi, nhưng mà các thủ lĩnh quốc gia thực sự bất ngờ và ngạc nhiên khi bước vào các ngôi biệt thự. Thì các anh các chị biết là trong này ấy, tất cả nội thất, tất cả tiện nghi đầy đủ hết,
không thiếu bất kỳ một cái gì, và chúng ta chỉ cần mở khóa là chúng ta có thể sinh sống được, chúng ta có thể sống được, chúng ta có thể hưởng thụ cùng với những người thân yêu của mình, cùng với những các thủ lĩnh của mình tại cái ngôi biệt thự này. Và các anh các chị cứ hình dung mà khi đội ngũ của chúng ta cuối năm 2018 chúng ta sẽ chiến thắng ít nhất là một cái ngôi biệt thự này, rồi những năm tiếp theo 2 chiếc 3 chiếc, chúng ta cứ hình dung là chúng ta đưa cả tất cả những anh chị em từ nhà tư vấn chuyên nghiệp của mình 1 năm ít nhất là 1 chuyến đến để tận hưởng trong vòng 1 tuần liền ở cái ngôi biệt thự này, để chúng ta có thể chia sẻ với nhau, để chúng ta có thể bàn những cái chiến lược để chúng ta phát triển ra toàn châu Á rồi toàn cầu, thì nó vô cùng là tuyệt vời. Chúng ta có thể uống nhâm nhi những cái ly rượu vang đỏ, những cái ly sâm banh để chúng ta có thể chúc mừng cho những chiến thắng của chúng ta, và để chúng ta có thể chia sẻ với nhau rất là nhiều câu chuyện, những cái ước mơ, những cái khát vọng tiếp theo. Đây là một điều rất là tuyệt vời, và không có một cái tập đoàn quốc tế nào kinh doanh theo mạng ở Việt Nam mà ngày hôm nay họ lại đầu tư giống như chủ tịch của chúng ta. Và chủ tịch hoàn toàn tặng miễn phí, chúng ta có nhận hay không là do chính chúng ta mà thôi. Chúng ta có mong muốn có được cái biệt thự hay có những xe hơi hay những cái phần thưởng vô cùng tuyệt vời như vậy hoàn toàn là do chính chúng ta. Và khi chúng ta nói chuyện với lại một ứng viên tiềm năng, một cái người mà thực sự có những cái khát vọng chinh phục lớn ấy, thì chúng ta cần phải chia sẻ cái điều này, bởi vì nó là những cái sự khác biệt, nó là những cái chính sách thực sự khác biệt mà không có một cái tập đoàn nào khác trên đời này ngày hôm nay họ có được. Các anh chị em có thấy tuyệt vời không ạ? Chúng ta sẽ bước vào cái thứ sáu. Chúng ta biết rồi, không ai là không thích đi du lịch, rất ít người thích đi du lịch, rất ít người không thích đi du lịch. Chúng ta biết là có 2 cái điều mà người ta thường làm trong cuộc đời này, khi mà người ta đã có đầy đủ tất cả mọi thứ, khi người ta đã rất là giàu có rồi, thì có 2 cái việc mà người ta thường muốn làm. Một, đấy là làm từ thiện. Hai, đó là đi du lịch vòng quanh thế giới. Nhưng mà cái điều tuyệt vời là công việc của chúng ta nó cho phép chúng ta làm được cả 2 cái điều này ngay từ khi chúng ta còn đang làm, chứ chúng không cần chúng ta phải có thực sự nhiều tiền và trở nên vô cùng giàu có chúng ta mới đạt được 2 cái điều đó. Và chúng ta biết rồi, 1 năm tập đoàn sức khỏe Siberi dành cho các tư vấn viên của mình ít nhất là 2 chuyến du lịch quốc tế, một chuyến du lịch mùa đông và một chuyến du lịch mùa hè. Tôi đã chiến thắng, tôi cùng người đỡ đầu của tôi đã chiến thắng cái chương trình du lịch mùa hè đến Paris, thủ đô kinh đô của ánh sáng, một cái chuyến đi thực sự đẳng cấp và tuyệt vời. Và cái hình ảnh quý vị nhìn thấy tôi ở trong một cái khách sạn 5 sao L'Hôtel du Collectionneur, đây là một cái khách sạn vô cùng đẳng cấp. Và cái ngày mà chúng tôi về thì chính là cái ngày mà ông Putin ông ấy đến đây, tức là một cái khách sạn mà dành cho những nguyên thủ quốc gia mà họ ở đây, mà chúng ta được ở trong những cái khách sạn như vậy thì phải nói là hết sức là tuyệt vời, đúng không các anh các chị? Nó gần ngay Khải Hoàn Môn, gần ngay trung tâm của thủ đô Paris, và nó vô cùng đắt đỏ và vô cùng sang trọng. Chủ tịch đưa chúng ta đến đây để chủ tịch cho chúng ta biết rằng thực sự cuộc sống này, cái chất lượng cuộc sống nó là như thế nào, cái đẳng cấp của cuộc sống nó là như thế nào, để cho anh chị em chúng ta cùng trải nghiệm, để cho chúng ta cùng phấn đấu để vươn lên. Thì làm gì có một cái tập đoàn quốc tế nào ở Việt Nam ngày hôm nay 1 năm họ dành 2 chuyến du lịch quốc tế dành cho các tư vấn viên giống như tập đoàn sức khỏe Siberi, đúng không? Tôi nhắc lại, đó là một chuyến du lịch mùa đông và một chuyến du lịch mùa hè. Và tôi rất là vui mừng và rất là hạnh phúc khi khi một cặp vợ chồng tầng một vô cùng yêu quý của tôi, đó là bác sĩ Phạm Tiến Hinh và doanh nhân Đặng Thị Việt Vương, đã đứng thứ 2 trong 25 quốc gia chiến thắng chương trình du lịch mùa đông vừa qua, với tổng doanh số tăng trưởng là trên 60.000 điểm. Không những 2 vợ chồng được đi du lịch miễn phí mà còn được mời thêm một tư vấn viên vô cùng yêu quý của mình cùng đi, có nghĩa là 3 người. Và lẽ ra thì anh chị sẽ có một cái chuyến đi trong tháng này đến Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cái quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đang có rất là nhiều căng thẳng, vì vậy mà chủ tịch lo cái sự an toàn cho các cái tư vấn viên của mình, cho nên là chủ tịch đã dành cái chuyến du lịch này đổi cho các tư vấn viên tham dự một cái chuyến du lịch đi vành đai vàng nước Nga, có nghĩa là một cái đất nước mà mênh mông, rộng mênh mông bát ngát lớn nhất thế giới này. Thì 2 thủ lĩnh yêu quý của tôi cùng một tư vấn viên nữa sẽ được tham dự một cái chương trình du lịch vành đai vàng đến những cái điểm không thể không đến ở nước Nga. Đấy là một điều rất tuyệt vời.
nhưng không dừng lại ở đó. Chủ tịch tập đoàn vô cùng hào phóng, dành tặng riêng cho các tư vấn viên Việt Nam một chương trình du lịch riêng dành cho tư vấn viên Việt Nam để chiếm lĩnh, để phát triển cái thị trường này. Và đây là một cái chính sách rất tuyệt vời mà chúng ta cần để chia sẻ, để thu hút nhân tài. Phải không ạ? Chuyến du lịch mùa sắp tới này sẽ đi Vinpearl. Và đây là cái ảnh ở Vinpearl Phú Quốc. Các anh các chị có thích bơi ở cái hồ bơi này không ạ? Nó rất là đẹp, nó rất là trong. Và chúng ta cứ hình dung là chúng ta cùng đi bơi với những cái tư vấn viên hết sức là tuyệt vời của mình, thì nó tuyệt vời như thế nào, phải không các anh các chị? Và sau cái chuyến này thì tôi tin chắc là tập đoàn sẽ công bố những cái chương trình du lịch tiếp theo dành riêng cho thị trường Việt Nam, có thể là đến những cái quốc gia rất là hiện đại, rất là gần với chúng ta, giống như là Singapore, giống như là Malaysia, giống như là Hàn Quốc hay là Nhật Bản. Thì đó là những cái chuyến đi mà không thể nào quên được. Vì vậy, và đây là những cái sự khác biệt, đặc biệt những cái chính sách vô cùng khác biệt và ưu ái dành cho các tư vấn viên Việt Nam để chúng ta thu hút nhân tài. Phải không ạ? Rồi cái cuối cùng, một cái điều đặc biệt cuối cùng, đấy là SO9 là một cái hệ thống đáng tham gia nhất Việt Nam. Và ngày hôm nay thì chúng ta biết rồi, báo chí họ đang nói rất nhiều về những cái ngành kinh doanh này, những cái công ty chộp giật, những cái công ty lướt sóng, những cái hình thức trá hình vân vân. Bản thân chúng ta khi mà nhìn thấy cái điều đó thì chúng ta vô cùng vui mừng. Chúng ta thấy đấy thực sự là một cơ hội dành cho chúng ta. Bởi vì tôi vẫn nói vui đó là không có những người phụ nữ khác thì làm sao biết vợ mình đẹp, phải không ạ? Nếu không có những cái công ty làm ăn không chân chính, nếu không có những công ty làm ăn theo hình thức lôi kéo, nếu không có những cái công ty mà bị báo chí phê phán như vậy thì làm sao họ biết được tập đoàn sức khỏe Siberi, biết được đội ngũ hệ thống S69 của chúng ta, một cái hệ thống đáng tham gia nhất Việt Nam, nó tuyệt vời như thế nào. Và ngày hôm nay các anh chị tư vấn viên, chúng ta hãy mở thư điện tử của mình ra, những người đã có trong danh sách nhận thư điện tử của công ty, chúng ta nhận được một cái bức thư ngỏ của giám đốc công ty, của anh Bích, chúng ta đọc. Và tôi thực sự khi đọc bức thư xong là tôi thấy vô cùng hạnh phúc. Trong bức thư đó nó có đoạn đầu nói là trong từ khi tập đoàn sức khỏe Siberi có mặt tại Việt Nam thì chưa có một cái ý kiến nào phàn nàn của người tiêu dùng về các tư vấn viên của tập đoàn sức khỏe Siberi. Và chúng ta cần phải giữ vững cái hình ảnh này, chúng ta cần phải xây dựng một cái thương hiệu thực sự là một cái hệ thống thực sự là đúng là cái hệ thống đáng tham gia nhất Việt Nam, để chúng ta cùng nhau thực hiện cái lý tưởng, thực hiện cái sứ mệnh chấn hưng sức khỏe dân tộc và khai sáng tiềm năng con người. Bởi vì chúng ta biết rồi, với cái công cụ, với những chính sách vô cùng ưu đãi, vô cùng tuyệt vời như thế này, với những con người tràn đầy khát vọng, tràn đầy nhiệt huyết và tràn đầy niềm đam mê, với những con người có những cái tâm trong sáng trong đội ngũ của chúng ta, với những con người có khả năng đặc biệt, có những cái khả năng truyền cảm hứng một cách xuất sắc từ Bắc vào Nam, hiện nay đang lãnh đạo cái hệ thống S69 của chúng ta, thì không có gì là không thể. Và chắc chắn là chúng ta sẽ thực hiện được cái ước mơ, sẽ thực hiện được cái lý tưởng của mình. Bởi vì chúng ta có một cái công cụ, đó là có những cái dòng sản phẩm ai cũng cần để bảo vệ sức khỏe, để phục hồi các cái sự cố sức khỏe. Và ngày hôm nay ai cũng sợ tim mạch, ai cũng sợ tiểu đường, ai cũng sợ ung thư, ai cũng sợ vô sinh hiếm muộn, ai cũng sợ suốt ngày bệnh tật. Và không ai trong số chúng ta mong muốn mình là người giàu có ở nghĩa địa, không ai trong số chúng ta mong muốn mình là những người giàu có ở trong bệnh viện, các anh chị đồng ý không ạ? Và đương nhiên không ai trong số những người dân Việt Nam vô cùng yêu quý của chúng ta, họ cũng mong muốn cái điều này. Cho nên các anh các chị, chúng ta cần phải để ý và chúng ta cần phải nắm lấy cái cơ hội này để chúng ta thu hút nhân tài, để chúng ta phát triển cái hệ thống kinh doanh của mình, để chúng ta đạt được những cái mong muốn, đạt được những cái ước mơ của mình. Và tôi mong muốn hệ thống S69 sẽ tạo ra những nhà lãnh đạo, những thủ lĩnh kinh doanh cực kỳ tuyệt vời, để làm sao đấy khi mà chúng ta ai đó nói đến kinh doanh theo mạng là họ nhắc đến cái hệ thống S69. Và bất kỳ một cái tư vấn viên nào trong cái hệ thống S69 của chúng ta đi giới thiệu với những người khác, giới thiệu với những nhà kinh doanh theo mạng khác, người ta phải kính nể, người ta phải tôn trọng các thành viên của chúng ta, thì đấy là một điều vô cùng tuyệt vời. Và đến một ngày đẹp trời, tôi tin chắc rằng với những cái sự đồng tâm hiệp lực, với những sự chung sức chung lòng, với sự đoàn kết, với sự thương yêu nhau, đùm bọc lẫn nhau, chia sẻ cho nhau hết mình và đào tạo huấn luyện nhau tất cả những cái bí quyết để chúng ta xây dựng đội ngũ, thì tôi tin chắc sẽ đến một ngày trong thời gian không xa, chỉ một năm nữa thôi,
Và khi nhắc đến hệ thống S69 là sẽ có nhiều người mong muốn được tham gia và nhiều người mong muốn tự nguyện tham gia vào đội ngũ S69 của chúng ta để chúng ta sẽ phát triển, để chúng ta sẽ bứt phá. Vừa rồi là 7 cái giá trị, vừa rồi là 7 cái chính sách thực sự khác biệt, 7 cái chính sách, 7 cái điều thực sự khác biệt, 7 cái điều thực sự vượt trội chỉ có tập đoàn Sức Khỏe Siberia có và những tập đoàn khác không có. Các anh các chị có đồng ý với tôi như vậy không ạ? Chính vì vậy, tôi tin chắc rằng với những cái sự khác biệt và vượt trội như vậy thì chúng ta sẽ thu hút được nhân tài, những con người có những cái tâm vô cùng sáng, những con người thực sự tài năng, những con người thực sự có khát vọng lớn, những con người thực sự có lòng tốt sẽ về với đội ngũ, về với hệ thống S69 của chúng ta để chúng ta xây dựng thành công hệ thống S69 trở thành một hệ thống đáng tham gia nhất Việt Nam, để chúng ta thực hiện thành công cái mục tiêu của mình là kết thúc năm 2016, kết thúc năm 2018 thì chúng ta sẽ trở thành một trong những, đưa Siberia trở thành một trong những công ty kinh doanh theo mạng đứng đầu Việt Nam. Tôi tin chắc là chúng ta sẽ đạt được cái điều đó. Và tôi rất là vui khi mà chia sẻ với tất cả các anh các chị về những cái chính sách về khác biệt và vượt trội như vậy của tập đoàn Sức Khỏe Siberia, để chúng ta có một cái niềm tin vững chắc để chúng ta đi trên con đường này, để chúng ta sẽ tiến lên. Và xin chào tạm biệt tất cả các anh các chị. Tôi tự hào nói rằng tôi là Trương Huy Cường và tôi là thành viên của S69, của hệ thống đáng tham gia nhất Việt Nam.